Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình đã quay trở lại và hiện tại trên tay mình đang là chiếc Honor Fly. Và chắc là các chủ đề như là đánh giá chi tiết, đánh giá hiệu năng, đánh giá chơi game về chiếc điện thoại này thì đã được B Channel làm rất là nhiều ở những content của Hugochi rồi, phải không? Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau bàn một cái chủ đề mà mình nghĩ anh em sẽ quan tâm. Đó là liệu rằng chúng ta có nên mua Honor Fly khi mức giá của nó là 6 triệu hay không? Thì hãy cùng mình, chúng ta hãy cùng xem video anh em nhé. Ok, đầu tiên là về cấu hình thì đối với chiếc Honor Fly, Honor đã trang bị con chip Hi Silicon Kirin 970. Đây là một dòng chip flagship của nhà Huawei. Thì đối với những con chip này thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ mang lại cái hiệu năng cực kỳ cao đối với một dòng điện thoại như là Honor Fly chẳng hạn. Cùng với đó là chúng ta sẽ có 4GB RAM. Mình nghĩ rằng 4GB RAM vẫn chưa phải là một cái dung lượng RAM lớn trong năm 2018, và đặc biệt là trên những dòng điện thoại dành chuyên chơi game. Nhưng đối với Honor Fly thì với cái mức giá 6 triệu thì 4GB là một cái mức RAM tương đối ổn để mà chúng ta có thể mua cũng như là sử dụng nó. Ngoài ra thì anh em nào mà quan tâm tới Hoàng Đạo Thắng thì chúng ta sẽ biết về công nghệ GPU Turbon. Đây là một cái công nghệ được nói là độc quyền ở trên chiếc điện thoại, những dòng điện thoại của Honor hay là Huawei. Thì mình cũng đã thử dùng qua cái GPU Turbon này. Cái đặc điểm của cái điện thoại này là như sau: khi mà chúng ta xài, khi chúng ta sử dụng ở những cái tác vụ bình thường, chúng ta cũng sẽ không có cảm giác được những cái sự khác biệt quá lớn. Nhưng khi mà chúng ta click vào những cái game, đặc biệt là hai cái game được hỗ trợ đầu tiên đó là PUBG hay là cái game Let's of Legend, thì những cái game này nó sẽ được tối ưu rất là tốt, nó load cực kỳ nhanh, hình ảnh hiển thị cũng như là cái tốc độ game rất là cao, làm cho chúng ta có cảm giác rất là sướng khi mà chúng ta chơi game. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với viên pin được trang bị ở trên chiếc điện thoại Honor Fly. Thì viên pin được Honor trang bị là 3750mAh, không hầm hố giống như viên pin 5000mAh ở trên Asus Zenfone Max Pro M1. Nhưng mà những cái điểm hay ở trên chiếc điện thoại này là như thế nào? Đó là chúng ta sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh cũng như là USB Type-C, giúp cho chúng ta khi mà sử dụng hết 3700 thì cũng sẽ sạc lại rất là nhanh. Thì điểm đó là một điểm cộng mà mình nhìn thấy được ở trên chiếc điện thoại này. Ngoài ra thì 3700 không phải là một con số nhỏ và anh em vẫn có thể chiến game được tầm khoảng từ 4 cho tới 6 giờ liên tục. Đó là một cái thời gian cực kỳ dài đối với một dòng điện thoại dùng riêng để chơi game, và đặc biệt là có thể có những công nghệ như GPU Turbon. Mình sẽ nói về vì sao chiếc điện thoại này nên mua trước khi mình nói những cái vấn đề không nên mua anh em nhé. Đầu tiên thì nếu như mà ai đang cần một chiếc điện thoại chơi game thì Honor Fly chính là những cái sản phẩm điện thoại mà họ đang tìm kiếm. Với một cái thiết kế sử dụng bằng kim loại giúp cho chúng ta tản nhiệt nhanh chẳng hạn, cộng với đó là một cái hiệu năng cực kỳ cao luôn, thì Honor Fly phải chăng là một trong những chiếc điện thoại mà chúng ta nên mua nếu mà chúng ta có nhu cầu chơi game, bởi vì hiệu năng của nó mang lại cực kỳ tốt. Với con chip Hi Silicon Kirin 970 thì quả thực mình nghĩ rằng ai mà muốn có hiệu năng cao để chơi game thì chắc chắn sẽ lựa chọn cái chiếc điện thoại này. Ngoài ra còn có những cái vấn đề như là chúng ta sẽ có pin trâu nè, pin cực kỳ trâu đúng không nè. Thêm vào đó là một chiếc màn hình tương đối lớn, cùng với việc tràn ra màn hình thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái diện tích hiển thị lớn, cũng như là chúng ta khi mà chơi game cũng sẽ có cái diện tích hiển thị lớn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với những cái lý do mình nghĩ là không nên mua, hoặc là ai sẽ là những người không nên mua anh em nhé. Đầu tiên đó là đối với những ai mà chúng ta mong muốn có một cái gọi là gì ta, gọi là một cái chiếc điện thoại để mà chụp choẹt, thì đối với chiếc Honor Fly mình nghĩ nó vẫn chưa hoàn thiện được cái khả năng chụp hình lắm đâu. Bởi vì mặc dù được trang bị camera rất là hầm hố, hai camera chẳng hạn, nhưng cái khả năng chụp hình trên Honor Fly vẫn chưa được đánh giá cao. Nên là anh em nào mà chúng ta rất là khắt khe về vấn đề chụp ảnh ở trên smartphone thì Honor Fly sẽ không phải là đối tượng để mà các anh em có thể mua cũng như là sử dụng. Ngoài ra thì như anh em biết, Honor là một cái công ty con của nhà Huawei. Nó là một hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Nếu như mà anh em nào chúng ta không thích những cái hãng điện thoại đến từ Tàu thì chắc chắn là sẽ không thích cái vấn đề này. Ngoài ra thì bên cạnh đó cũng sẽ còn một số cái những cái thương hiệu không phải là đến từ Tàu cho các anh em lựa chọn, như là Asus chẳng hạn, là một thương hiệu đến từ Đài Loan.
Anh em có thể click vào cái link bên dưới, mình có để cho các anh em một cái link để mà các anh em có thể lựa chọn, để mà như các anh em thấy những cái lý do mình kể trên khi những ai không nên mua, hoặc là một cái số lý do chúng ta không nên mua mà chúng ta bỏ qua được, thì hãy click vào cái link bên dưới để chúng ta có thể tham khảo giá cũng như là lựa chọn Honor Fly cho bản thân. Ngoài ra thì cũng có thể lựa chọn, nếu mà các anh em không thích mua, mình cũng có để link của Asus Zenfone Max Pro M1 để cho mà các anh em có thể tham khảo và mua nó nhé. Mình là Phong và đến từ B Channel. Xin chào và hẹn lại các anh em trong những video lần sau. Bye!